Hệ thống siêu thị Nutrimart xin kính chào quý khách. Tương mừng khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1, Nutrimart gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi, khai trương tương mừng, chúc mừng năm mới. Đến Nutrimart, quý khách sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng và ưu đãi vô cùng hấp dẫn như sau. Chương trình mua 1 tặng 1 áp dụng với các sản phẩm sữa bột. Khi mua 1 lon sữa bột 900g hoặc 2 lon sữa bột 400g Vina Nutrifood hoặc Green Daddy, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 lon sữa bột 400g cùng loại hoặc khác loại. Đồng thời, khi mua 2 chai nước rửa chén Clean & Clean hương chanh hoặc hương quế, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 chai cùng loại hoặc khác loại. Bên cạnh đó, từ ngày 7 đến ngày 31 tháng 1, chiết khấu 10% tổng hóa đơn, tối đa 50.000 đồng dành cho các hóa đơn có các sản phẩm sữa bột Green Daddy và sữa bột Vina Nutrifood. Chương trình bốc thăm trúng thưởng đến Nutrimart phát quà khủng từ ngày 7 tháng 1 đến 30 tháng 6 năm 2022. Với mỗi 500.000 đồng khi phát sinh chi tiêu tại hệ thống siêu thị Nutrimart, khách hàng sẽ nhận được ngay một mã số may mắn sinh ra ngẫu nhiên từ hệ thống, được in trực tiếp lên hóa đơn. Với mã số may mắn này, khách hàng có cơ hội bốc thăm trúng thưởng một trong các giải thưởng sau: 6 giải đặc biệt, mỗi giải một Android TV Casper 43 inch trị giá 9.200.000 đồng. 10 giải nhất, mỗi giải một nồi chiên không dầu Homey 3,5 lít trị giá 1.015.000 đồng. 16 giải nhì, mỗi giải một bếp từ đơn Kiwa trị giá 590.000 đồng. 20 giải ba, mỗi giải một máy sấy tóc Sunhouse trị giá 280.000 đồng. 100 giải khuyến khích, mỗi giải một voucher mua hàng trị giá 100.000 đồng tại hệ thống siêu thị Nutrimart trên toàn quốc. Thời gian tiến hành bốc thăm 19 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2022 trên phần mềm bán hàng của Nutrimart. Thông tin người trúng thưởng sẽ được xác định trực tiếp trên phần mềm. Ngoài ra, nhân dịp khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022, Nutrimart gửi đến quý khách hàng hộp quà khuyến mãi box stick cho tất cả hóa đơn từ 250.000 đồng. Toàn bộ sản phẩm tại Nutrimart được chiết xuất từ nguồn nguyên liệu nông sản Việt, hàng hộp hữu cơ 100% tự nhiên, không chứa chất bảo quản và chất gây hại. Sản phẩm chăm sóc sức khỏe và phù hợp với mọi lứa tuổi từ trẻ nhỏ, người già, phụ nữ, nam giới. Ngoài ra, khi tham gia mua sắm tại Nutrimart, quý khách còn có cơ hội dùng thử miễn phí các sản phẩm hấp dẫn khác. Hãy đến Nutrimart ngay hôm nay để nhận được những phần quà ưu đãi và hấp dẫn nhất. Nutrimart xin kính chào quý khách. Hệ thống siêu thị Nutrimart xin kính chào quý khách. Tương mừng khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1, Nutrimart gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi, khai trương tương mừng, chúc mừng năm mới. Đến Nutrimart, quý khách sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng và ưu đãi vô cùng hấp dẫn như sau. Chương trình mua 1 tặng 1 áp dụng với các sản phẩm sữa bột. Khi mua 1 lon sữa bột 900g hoặc 2 lon sữa bột 400g Vina Nutrifood hoặc Green Daddy, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 lon sữa bột 400g cùng loại hoặc khác loại. Đồng thời, khi mua 2 chai nước rửa chén Clean & Clean hương chanh hoặc hương quế, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 chai cùng loại hoặc khác loại. Bên cạnh đó, từ ngày 7 đến ngày 31 tháng 1, chiết khấu 10% tổng hóa đơn, tối đa 50.000 đồng dành cho các hóa đơn có các sản phẩm sữa bột Green Daddy và sữa bột Vina Nutrifood. Chương trình bốc thăm trúng thưởng đến Nutrimart 200.000 đồng. 10 giải nhất, mỗi giải một nồi chiên không dầu Homey 3,5 lít trị giá 1.015.000 đồng. 16 giải nhì, mỗi giải một bếp từ đơn Kiwa trị giá 590.000 đồng. 20 giải ba, mỗi giải một máy sấy tóc Sunhouse trị giá 280.000 đồng. 100 giải khuyến khích, mỗi giải một voucher mua hàng trị giá 100.000 đồng tại hệ thống siêu thị Nutrimart trên toàn quốc. Thời gian tiến hành bốc thăm 19 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2022 trên phần mềm bán hàng của Nutrimart. Thông tin người trúng thưởng sẽ được xác định trực tiếp trên phần mềm. Nữ, nam giới. Ngoài ra, khi tham gia mua sắm tại Nutrimart, quý khách còn có cơ hội dùng thử miễn phí các sản phẩm hấp dẫn khác. Hãy đến Nutrimart ngay hôm nay để nhận được những phần quà ưu đãi và hấp dẫn nhất. Nutrimart xin kính chào quý khách. Hệ thống siêu thị Nutrimart xin kính chào quý khách. Tương mừng khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1, Nutrimart gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi, khai trương tương mừng, chúc mừng năm mới. Đến Nutrimart, quý khách sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng và ưu đãi vô cùng hấp dẫn như sau. Chương trình mua 1 tặng 1 áp dụng với các sản phẩm sữa bột. Khi mua 1 lon sữa bột 900g hoặc 2 lon sữa bột 400g Vina Nutrifood hoặc Green Daddy, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 lon sữa bột 400g cùng loại hoặc khác loại. Đồng thời, khi mua 2 chai nước rửa chén Clean & Clean hương chanh hoặc hương quế, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 chai cùng loại hoặc khác loại. Bên cạnh đó, từ ngày 7 đến ngày 31 tháng 1, chiết khấu 10% tổng hóa đơn, tối đa 50.000 đồng dành cho các hóa đơn có các sản phẩm sữa bột Green Daddy và sữa bột Vina Nutrifood. Chương trình bốc thăm trúng thưởng đến Nutrimart phát quà khủng từ ngày 7 tháng 1 đến 30 tháng 6 năm 2022. Với mỗi 500.000 đồng khi phát sinh chi tiêu tại hệ thống siêu thị Nutrimart, khách
khách hàng sẽ nhận được ngay một mã số may mắn sinh ra ngẫu nhiên từ hệ thống, được in trực tiếp lên hóa đơn. Với mã số may mắn này, khách hàng có cơ hội bốc thăm trúng thưởng một trong các giải thưởng sau: 6 giải đặc biệt, mỗi giải một Android TV Casper 43 inch trị giá 9 triệu 200 nghìn đồng. 10 giải nhất, mỗi giải một nồi chiên không dầu Homey 3,5 lít trị giá 1 triệu 015 nghìn đồng. 16 giải nhì, mỗi giải một bếp từ đơn Kiwa trị giá 590 nghìn đồng. 20 giải ba, mỗi giải một máy sấy tóc Sunhouse trị giá 280 nghìn đồng. 100 giải khuyến khích, mỗi giải một voucher mua hàng trị giá 100 nghìn đồng tại hệ thống siêu thị Nutrimart trên toàn quốc. Thời gian tiến hành bốc thăm: 19 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2022 trên phần mềm bán hàng của Nutrimart. Thông tin người trúng thưởng sẽ được xác định trực tiếp trên phần mềm. Ngoài ra, nhân dịp khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022, Nutrimart gửi đến quý khách hàng hộp có khuyến mãi box stick cho tất cả hóa đơn từ 250.000 đồng. Toàn bộ sản phẩm tại Nutrimart được chiết xuất từ nguồn nguyên liệu nông sản Việt, hàng hộp hữu cơ 100% tự nhiên, không chứa chất bảo quản và chất gây hại. Sản phẩm chăm sóc sức khỏe và phù hợp với mọi lứa tuổi từ trẻ nhỏ, người già, phụ nữ, nam giới. Ngoài ra, khi tham gia mua sắm tại Nutrimart, quý khách còn có cơ hội dùng thử miễn phí các sản phẩm hấp dẫn khác. Hãy đến Nutrimart ngay hôm nay để nhận được những phần quà ưu đãi và hấp dẫn nhất. Nutrimart xin kính chào quý khách. Hệ thống siêu thị Nutrimart xin kính chào quý khách. Tương mừng khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1, Nutrimart gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi, khai trương tương mừng, chúc mừng năm mới. Đến Nutrimart, quý khách sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng và ưu đãi vô cùng hấp dẫn như sau. Chương trình mua 1 tặng 1 áp dụng với các sản phẩm sữa bột. Khi mua 1 lon sữa bột 900g hoặc 2 lon sữa bột 400g Vina Nutrifood hoặc Green Daddy, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 lon sữa bột 400g cùng loại hoặc khác loại. Đồng thời, khi mua 2 chai nước rửa chén Clean and Clean Hương Chanh hoặc Hương Quế, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 chai cùng loại hoặc khác loại. Bên cạnh đó, từ ngày 7 đến ngày 31 tháng 1, chiết khấu 10% tổng hóa đơn, tối đa 50.000 đồng dành cho các hóa đơn có các sản phẩm sữa bột Green Daddy và sữa bột Vina Nutrifood. Chương trình bốc thăm trúng thưởng đến Nutrimart 200.000 đồng. 10 giải nhất, mỗi giải một nồi chiên không dầu Homey 3,5 lít trị giá 1 triệu 015 nghìn đồng. 16 giải nhì, mỗi giải một bếp từ đơn Kiwa trị giá 590 nghìn đồng. 20 giải ba, mỗi giải một máy sấy tóc Sunhouse trị giá 280 nghìn đồng. 100 giải khuyến khích, mỗi giải một voucher mua hàng trị giá 100 nghìn đồng tại hệ thống siêu thị Nutrimart trên toàn quốc. Thời gian tiến hành bốc thăm: 19 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2022 trên phần mềm bán hàng của Nutrimart. Thông tin người trúng thưởng sẽ được xác định trực tiếp trên phần mềm. Nữ, nam giới. Ngoài ra, khi tham gia mua sắm tại Nutrimart, quý khách còn có cơ hội dùng thử miễn phí các sản phẩm hấp dẫn khác. Hãy đến Nutrimart ngay hôm nay để nhận được những phần quà ưu đãi và hấp dẫn nhất. Nutrimart xin kính chào quý khách. Hệ thống siêu thị Nutrimart xin kính chào quý khách. Tương mừng khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1, Nutrimart gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi, khai trương tương mừng, chúc mừng năm mới. Đến Nutrimart, quý khách sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng và ưu đãi vô cùng hấp dẫn như sau. Chương trình mua 1 tặng 1 áp dụng với các sản phẩm sữa bột. Khi mua 1 lon sữa bột 900g hoặc 2 lon sữa bột 400g Vina Nutrifood hoặc Green Daddy, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 lon sữa bột 400g cùng loại hoặc khác loại. Đồng thời, khi mua 2 chai nước rửa chén Clean and Clean Hương Chanh hoặc Hương Quế, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 chai cùng loại hoặc khác loại. Bên cạnh đó, từ ngày 7 đến ngày 31 tháng 1, chiết khấu 10% tổng hóa đơn, tối đa 50.000 đồng dành cho các hóa đơn có các sản phẩm sữa bột Green Daddy và sữa bột Vina Nutrifood. Chương trình bốc thăm trúng thưởng đến Nutrimart phát quà khủng từ ngày 7 tháng 1 đến 30 tháng 6 năm 2022. Với mỗi 500.000 đồng khi phát sinh chi tiêu tại hệ thống siêu thị Nutrimart, khách hàng sẽ nhận được ngay một mã số may mắn sinh ra ngẫu nhiên từ hệ thống, được in trực tiếp lên hóa đơn. Với mã số may mắn này, khách hàng có cơ hội bốc thăm trúng thưởng một trong các giải thưởng sau: 6 giải đặc biệt, mỗi giải một Android TV Casper 43 inch trị giá 9 triệu 200 nghìn đồng. 10 giải nhất, mỗi giải một nồi chiên không dầu Homey 3,5 lít trị giá 1 triệu 015 nghìn đồng. 16 giải nhì, mỗi giải một bếp từ đơn Kiwa trị giá 590 nghìn đồng. 20 giải ba, mỗi giải một máy sấy tóc Sunhouse trị giá 280 nghìn đồng. 100 giải khuyến khích. Chương trình
không dầu Omi 3.5 lít trị giá 1.015.000 đồng. Chị có bao giờ không? 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 Chị có
19h ngày 10 tháng 7 năm 2022 trên phần mềm bán hàng của Nutrimart. Thông tin người trúng thưởng sẽ được xác định trực tiếp trên phần mềm. Ngoài ra, nhân dịp khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022, Nutrimart gửi đến quý khách hàng hộp có khuyến mãi box stick cho tất cả hóa đơn từ 250.000 đồng. Toàn bộ sản phẩm tại Nutrimart được chiết xuất từ nguồn nguyên liệu nông sản Việt, hàng hộp hữu cơ 100% tự nhiên, không chứa chất bảo quản và chất gây hại. Sản phẩm chăm sóc sức khỏe và phù hợp với mọi lứa tuổi từ trẻ nhỏ, người già, phụ nữ, nam giới. Ngoài ra, khi tham gia mua sắm tại Nutrimart, quý khách còn có cơ hội dùng thử miễn phí các sản phẩm hấp dẫn khác. Hãy đến Nutrimart ngay hôm nay để nhận được những phần quà ưu đãi và hấp dẫn nhất. Nutrimart xin kính chào quý khách. Hệ thống siêu thị Nutrimart xin kính chào quý khách. Tưng bừng khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1, Nutrimart gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi, khai trương tưng bừng, chúc mừng năm mới. Đến Nutrimart, quý khách sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng và ưu đãi vô cùng hấp dẫn như sau. Chương trình mua 1 tặng 1 áp dụng với các sản phẩm sữa bột. Khi mua 1 lon sữa bột 900g hoặc 2 lon sữa bột 400g Vina Nutrifood hoặc Green Daddy, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 lon sữa bột 400g cùng loại có khác loại. Đồng thời, khi mua 2 chai nước rửa chén Clean and Clean hương chanh hoặc hương quế, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 chai cùng loại hoặc khác loại. Bên cạnh đó, từ ngày 7 đến ngày 31 tháng 1, chiết khấu 10% tổng hóa đơn, tối đa 50.000 đồng dành cho các hóa đơn có các sản phẩm sữa bột Green Daddy và sữa bột Vina Nutrifood. Chương trình bốc thăm trúng thưởng đến Nutrimart 200.000 đồng. 10 giải nhất, mỗi giải một nồi chiên không dầu Homi 3,5 lít trị giá 1.015.000 đồng. 16 giải nhì, mỗi giải một bếp từ đơn Kiwa trị giá 590.000 đồng. 20 giải ba, mỗi giải một máy xé tóc San Ho trị giá 280.000 đồng. Hệ thống siêu thị Nutrimart xin kính chào quý khách. Tưng bừng khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1, Nutrimart gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi, khai trương tưng bừng, chúc mừng năm mới. Đến Nutrimart, quý khách sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng và ưu đãi vô cùng hấp dẫn như sau. Chương trình mua 1 tặng 1 áp dụng với các sản phẩm sữa bột. Khi mua 1 lon sữa bột 900g hoặc 2 lon sữa bột 400g Vina Nutrifood hoặc Green Daddy, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 lon sữa bột 400g cùng loại có khác loại. Đồng thời, khi mua 2 chai nước rửa chén Clean and Clean hương chanh hoặc hương quế, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 chai cùng loại hoặc khác loại. Bên cạnh đó, từ ngày 7 đến ngày 31 tháng 1, chiết khấu 10% tổng hóa đơn, tối đa 50.000 đồng dành cho các hóa đơn có các sản phẩm sữa bột Green Daddy và sữa bột Vina Nutrifood. Chương trình bốc thăm trúng thưởng đến Nutrimart phát quà khủng từ ngày 7 tháng 1 đến 30 tháng 6 năm 2022. Với mỗi 500.000 đồng khi phát sinh chi tiêu tại hệ thống siêu thị Nutrimart, khách hàng sẽ nhận được ngay một mã số may mắn sinh ra ngẫu nhiên từ hệ thống, được in trực tiếp lên hóa đơn. Với mã số may mắn này, khách hàng có cơ hội bốc thăm trúng thưởng một trong các giải thưởng sau. 6 giải đặc biệt, mỗi giải một Android TV Casper 43 inch trị giá 9 triệu 200.000 đồng. 10 giải nhất, mỗi giải một nồi chiên không dầu Homi 3,5 lít trị giá 1.015.000 đồng. 16 giải nhì, mỗi giải một bếp từ đơn Kiwa trị giá 590.000 đồng. 20 giải ba, mỗi giải một máy xế tóc San Ho trị giá 280.000 đồng. 100 giải khuyến khích, mỗi giải một voucher mua hàng trị giá 100.000 đồng tại hệ thống siêu thị Nutrimart trên toàn quốc. Thời gian tiến hành bốc thăm 19h ngày 10 tháng 7 năm 2022 trên phần mềm bán hàng của Nutrimart. Thông tin người trúng thưởng sẽ được xác định trực tiếp trên phần mềm. Ngoài ra, nhân dịp khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022, Nutrimart gửi đến quý khách hàng hộp có khuyến mãi box stick cho tất cả hóa đơn từ 250.000 đồng. Toàn bộ
sản phẩm tại Nutrimart được chiết xuất từ nguồn nguyên liệu nông sản Việt, hàng bột hữu cơ 100% tự nhiên, không chứa chất bảo quản và chất gây hại. Sản phẩm chăm sóc sức khỏe và phù hợp với mọi lứa tuổi từ trẻ nhỏ, người già, phụ nữ, nam giới. Ngoài ra, khi tham gia mua sắm tại Nutrimart, quý khách còn có cơ hội dùng thử miễn phí các sản phẩm hấp dẫn khác. Hãy đến Nutrimart ngay hôm nay để nhận được những phần quà ưu đãi và hấp dẫn nhất. Nutrimart xin kính chào quý khách. Hệ thống siêu thị Nutrimart xin kính chào quý khách. Tức mừng khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1. Nutrimart gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi, khai trương tương bừng, chúc mừng năm mới. Đến Nutrimart, quý khách sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng và ưu đãi vô cùng hấp dẫn như sau. Chương trình mua 1 tặng 1 áp dụng với các sản phẩm sữa bột. Khi mua 1 lon sữa bột 900g hoặc 2 lon sữa bột 400g Vina Nutrifood hoặc Green Daddy, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 lon sữa bột 400g cùng loại hoặc khác loại. Đồng thời, khi mua 2 chai nước rửa chén Clean and Clean hương chanh hoặc hương quế, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 chai cùng loại hoặc khác loại. Bên cạnh đó, từ ngày 7 đến ngày 31 tháng 1, chiết khấu 10% tổng hóa đơn, tối đa 50.000 đồng dành cho các hóa đơn có các sản phẩm sữa bột Green Daddy và sữa bột Vina Nutrifood. Chương trình bốc thăm trúng thưởng đến Nutrimart 200.000 đồng. 10 giải nhất, mỗi giải một nồi chiên không dầu Homey 3,5 lít trị giá 1.015.000 đồng. 16 giải nhì, mỗi giải một bếp từ đơn Kiwa trị giá 590.000 đồng. 20 giải ba, mỗi giải một máy sấy tóc Sunhouse trị giá 280.000 đồng. 100 giải khuyến khích, mỗi giải một voucher mua hàng trị giá 100.000 đồng tại hệ thống siêu thị Nutrimart trên toàn quốc. Thời gian tiến hành bốc thăm 19 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2022 trên phần mềm bán hàng của Nutrimart. Thông tin người trúng thưởng sẽ được xác định trực tiếp trên phần mềm. Nữ, nam giới. Ngoài ra, khi tham gia mua sắm tại Nutrimart, quý khách còn có cơ hội dùng thử miễn phí các sản phẩm hấp dẫn khác. Hãy đến Nutrimart ngay hôm nay để nhận được những phần quà ưu đãi và hấp dẫn nhất. Nutrimart xin kính chào quý khách. Hệ thống siêu thị Nutrimart xin kính chào quý khách. Tức mừng khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1. Nutrimart gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi, khai trương tương bừng, chúc mừng năm mới. Đến Nutrimart, quý khách sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng và ưu đãi vô cùng hấp dẫn như sau. Chương trình mua 1 tặng 1 áp dụng với các sản phẩm sữa bột. Khi mua 1 lon sữa bột 900g hoặc 2 lon sữa bột 400g Vina Nutrifood hoặc Green Daddy, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 lon sữa bột 400g cùng loại hoặc khác loại. Đồng thời, khi mua 2 chai nước rửa chén Clean and Clean hương chanh hoặc hương quế, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 chai cùng loại hoặc khác loại. Bên cạnh đó, từ ngày 7 đến ngày 31 tháng 1, chiết khấu 10% tổng hóa đơn, tối đa 50.000 đồng dành cho các hóa đơn có các sản phẩm sữa bột Green Daddy và sữa bột Vina Nutrifood. Chương trình bốc thăm trúng thưởng đến Nutrimart phát quà khủng từ ngày 7 tháng 1 đến 30 tháng 6 năm 2022. Với mỗi 500.000 đồng khi phát sinh chi tiêu tại hệ thống siêu thị Nutrimart, khách hàng sẽ nhận được ngay một mã số may mắn sinh ra ngẫu nhiên từ hệ thống, được in trực tiếp lên hóa đơn. Với mã số may mắn này, khách hàng có cơ hội bốc thăm trúng thưởng một trong các giải thưởng sau: 6 giải đặc biệt, mỗi giải một Android TV Casper 43 inch trị giá 9.200.000 đồng; 10 giải nhất, mỗi giải một nồi chiên không dầu Homey 3,5 lít trị giá 1.015.000 đồng; 16 giải nhì, mỗi giải một bếp từ đơn Kiwa trị giá 590.000 đồng; 20 giải ba, mỗi giải một máy sấy tóc Sunhouse trị giá 280.000 đồng; 100 giải khuyến khích, mỗi giải một voucher mua hàng trị giá 100.000 đồng tại hệ thống siêu thị Nutrimart trên toàn quốc. Thời gian tiến hành bốc thăm 19 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2022 trên phần mềm bán hàng của Nutrimart. Thông tin người trúng thưởng sẽ được xác định trực tiếp trên phần mềm. Ngoài ra, nhân dịp khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022, Nutrimart gửi đến quý khách hàng hộp quà khuyến mãi box stick cho tất cả hóa đơn từ 250.000 đồng. Toàn bộ sản phẩm tại Nutrimart được chiết xuất từ nguồn nguyên liệu nông sản Việt, hàng bột hữu cơ 100% tự nhiên, không chứa chất bảo quản và chất gây hại. Sản phẩm chăm sóc sức khỏe và phù hợp với mọi lứa tuổi từ trẻ nhỏ, người già, phụ nữ, nam giới. Ngoài ra, khi tham gia mua sắm tại Nutrimart, quý khách còn có cơ hội dùng thử miễn phí các sản phẩm hấp dẫn khác. Hãy đến Nutrimart ngay hôm nay để nhận được những phần quà ưu đãi và hấp dẫn nhất. Nutrimart xin kính chào quý khách. Hệ thống siêu thị Nutrimart xin kính chào quý khách. Tức mừng khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1. Nutrimart gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi, khai trương tương bừng, chúc mừng năm mới. Đến Nutrimart, quý khách sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng và ưu đãi vô cùng hấp dẫn như sau. Chương trình mua 1 tặng 1 áp dụng với các sản phẩm sữa bột. Khi mua 1 lon sữa bột 900g hoặc 2 lon sữa bột 400g Vina Nutrifood hoặc Green Daddy, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 lon sữa bột 400g cùng loại hoặc khác loại.
Đồng thời, khi mua 2 chai nước rửa chén Clean and Clean hương chanh hoặc hương quế, quý khách hàng sẽ được tặng ngay một chai cùng loại hoặc khác loại. Bên cạnh đó, từ ngày 7 đến ngày 31 tháng 1, chiết khấu 10% tổng hóa đơn, tối đa 50.000 đồng dành cho các hóa đơn có các sản phẩm sữa bột Green Daddy và sữa bột Vina Nutri Food. Chương trình bốc thăm trúng thưởng đến Nutrimart 200.000 đồng. 10 giải nhất, mỗi giải một nồi chiên không dầu Homey 3,5 lít trị giá 1.015.000 đồng. 16 giải nhì, mỗi giải một bếp từ đơn Kiwa trị giá 590.000 đồng. 20 giải ba, mỗi giải một máy sấy tóc Sunhouse trị giá 280.000 đồng. 100 giải khuyến khích, mỗi giải một voucher mua hàng trị giá 100.000 đồng tại hệ thống siêu thị Nutrimart trên toàn quốc. Thời gian tiến hành bốc thăm 19 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2022 trên phần mềm bán hàng của Nutrimart. Thông tin người trúng thưởng sẽ được xác định trực tiếp trên phần mềm. Nữ, nam giới. Ngoài ra, khi tham gia mua sắm tại Nutrimart, quý khách còn có cơ hội dùng thử miễn phí các sản phẩm hấp dẫn khác. Hãy đến Nutrimart ngay hôm nay để nhận được những phần quà ưu đãi và hấp dẫn nhất. Nutrimart xin kính chào quý khách. Hệ thống siêu thị Nutrimart xin kính chào quý khách. Tương mừng khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1, Nutrimart gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi, khai trương tương mừng, chúc mừng năm mới. Đến Nutrimart, quý khách sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng và ưu đãi vô cùng hấp dẫn như sau. Chương trình mua 1 tặng 1 áp dụng với các sản phẩm sữa bột. Khi mua 1 lon sữa bột 900g hoặc 2 lon sữa bột 400g Vina Nutri Food hoặc Green Daddy, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 lon sữa bột 400g cùng loại hoặc khác loại. Đồng thời, khi mua 2 chai nước rửa chén Clean and Clean hương chanh hoặc hương quế, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 chai cùng loại hoặc khác loại. Bên cạnh đó, từ ngày 7 đến ngày 31 tháng 1, chiết khấu 10% tổng hóa đơn, tối đa 50.000 đồng dành cho các hóa đơn có các sản phẩm sữa bột Green Daddy và sữa bột Vina Nutri Food. Chương trình bốc thăm trúng thưởng đến Nutrimart phát quà khủng từ ngày 7 tháng 1 đến 30 tháng 6 năm 2022. Với mỗi 500.000 đồng khi phát sinh chi tiêu tại hệ thống siêu thị Nutrimart, khách hàng sẽ nhận được ngay một mã số may mắn sinh ra ngẫu nhiên từ hệ thống, được in trực tiếp lên hóa đơn. Với mã số may mắn này, khách hàng có cơ hội bốc thăm trúng thưởng một trong các giải thưởng sau. 6 giải đặc biệt, mỗi giải một Android TV Casper 43 inch trị giá 9.200.000 đồng. 10 giải nhất, mỗi giải một nồi chiên không dầu Homey 3,5 lít trị giá 1.015.000 đồng. 16 giải nhì, mỗi giải một bếp từ đơn Kiwa trị giá 590.000 đồng. 20 giải ba, mỗi giải một máy sấy tóc Sunhouse trị giá 280.000 đồng. 100 giải khuyến khích, mỗi giải một voucher mua hàng trị giá 100.000 đồng tại hệ thống siêu thị Nutrimart trên toàn quốc. Thời gian tiến hành bốc thăm 19 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2022 trên phần mềm bán hàng của Nutrimart. Thông tin người trúng thưởng sẽ được xác định trực tiếp trên phần mềm. Ngoài ra, nhân dịp khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022, Nutrimart gửi đến quý khách hàng hộp quà khuyến mãi box stick cho tất cả hóa đơn từ 250.000 đồng. Toàn bộ sản phẩm tại Nutrimart được chiết xuất từ nguồn nguyên liệu nông sản Việt, hàng hộp hữu cơ 100% tự nhiên, không chứa chất bảo quản và chất gây hại. Sản phẩm chăm sóc sức khỏe và phù hợp với mọi lứa tuổi từ trẻ nhỏ, người già, phụ nữ, nam giới. Ngoài ra, khi tham gia mua sắm tại Nutrimart, quý khách còn có cơ hội dùng thử miễn phí các sản phẩm hấp dẫn khác. Hãy đến Nutrimart ngay hôm nay để nhận được những phần quà ưu đãi và hấp dẫn nhất. Nutrimart xin kính chào quý khách. Hệ thống siêu thị Nutrimart xin kính chào quý khách. Tương mừng khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1, Nutrimart gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi, khai trương tương mừng, chúc mừng năm mới. Đến Nutrimart, quý khách sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng và ưu đãi vô cùng hấp dẫn như sau. Chương trình mua 1 tặng 1 áp dụng với các sản phẩm sữa bột. Khi mua 1 lon sữa bột 900g hoặc 2 lon sữa bột 400g Vina Nutri Food hoặc Green Daddy, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 lon sữa bột 400g cùng loại hoặc khác loại. Đồng thời, khi mua 2 chai nước rửa chén Clean and Clean hương chanh hoặc hương quế, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 chai cùng loại hoặc khác loại. Bên cạnh đó, từ ngày 7 đến ngày 31 tháng 1, chiết khấu 10% tổng hóa đơn, tối đa 50.000 đồng dành cho các hóa đơn có các sản phẩm sữa bột Green Daddy và sữa bột Vina Nutri Food. Chương trình bốc thăm trúng thưởng đến Nutrimart 200.000 đồng. 10 giải nhất, mỗi giải một nồi chiên không dầu Homey 3,5 lít trị giá 1.015.000 đồng. 16 giải nhì, mỗi giải một bếp từ đơn Kiwa trị giá 590.000 đồng. 20 giải ba, mỗi giải một máy sấy tóc Sunhouse trị giá 280.000 đồng. 100 giải khuyến khích, mỗi giải một voucher mua hàng trị giá 100.000 đồng tại hệ thống siêu thị Nutrimart trên toàn quốc. Thời gian tiến hành bốc thăm 19 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2022 trên phần mềm bán hàng của Nutrimart. Thông tin người trúng thưởng sẽ được xác định trực tiếp trên phần mềm. Nữ, nam giới. Ngoài ra, khi tham gia mua sắm tại Nutrimart, quý khách còn có cơ hội dùng thử miễn phí các sản phẩm hấp dẫn khác.
Hãy đến Nutrimart ngay hôm nay để nhận được những phần quà ưu đãi và hấp dẫn nhất. Nutrimart xin kính chào quý khách. Hệ thống siêu thị Nutrimart xin kính chào quý khách. Tương mừng khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1. Nutrimart gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi. Khai trương tương mừng, chúc mừng năm mới. Đến Nutrimart, quý khách sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng và ưu đãi vô cùng hấp dẫn như sau. Chương trình mua 1 tặng 1 áp dụng với các sản phẩm sữa bột. Khi mua 1 lon sữa bột 900g hoặc 2 lon sữa bột 400g Vina Nutrifood hoặc Green Daddy, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 lon sữa bột 400g cùng loại hoặc khác loại. Đồng thời, khi mua 2 chai nước rửa chén Clean and Clean hương chanh hoặc hương quế, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 chai cùng loại hoặc khác loại. Bên cạnh đó, từ ngày 7 đến ngày 31 tháng 1, chiết khấu 10% tổng hóa đơn, tối đa 50.000 đồng dành cho các hóa đơn có các sản phẩm sữa bột Green Daddy và sữa bột Vina Nutrifood. Chương trình bốc thăm trúng thưởng đến Nutrimart phát quà khủng từ ngày 7 tháng 1 đến 30 tháng 6 năm 2022. Với mỗi 500.000 đồng khi phát sinh chi tiêu tại hệ thống siêu thị Nutrimart, khách hàng sẽ nhận được ngay một mã số may mắn sinh ra ngẫu nhiên từ hệ thống, được in trực tiếp lên hóa đơn. Với mã số may mắn này, khách hàng có cơ hội bốc thăm trúng thưởng một trong các giải thưởng sau: 6 giải đặc biệt, mỗi giải một Android TV Casper 43 inch trị giá 9.200.000 đồng; 10 giải nhất, mỗi giải một nồi chiên không dầu Homi 3.5 lít trị giá 1.015.000 đồng; 16 giải nhì, mỗi giải một bếp từ đơn Kiwa trị giá 590.000 đồng; 20 giải ba, mỗi giải một máy sấy tóc Sunhouse trị giá 280.000 đồng; 100 giải khuyến khích, mỗi giải một voucher mua hàng trị giá 100.000 đồng tại hệ thống siêu thị Nutrimart trên toàn quốc. Thời gian tiến hành bốc thăm 19 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2022 trên phần mềm bán hàng của Nutrimart. Thông tin người trúng thưởng sẽ được xác định trực tiếp trên phần mềm. Ngoài ra, nhân dịp khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022, Nutrimart gửi đến quý khách hàng hộp quà khuyến mãi box stick cho tất cả hóa đơn từ 250.000 đồng. Toàn bộ sản phẩm tại Nutrimart được chiết xuất từ nguồn nguyên liệu nông sản Việt, hàng hộp hữu cơ 100% tự nhiên, không chứa chất bảo quản và chất gây hại. Sản phẩm chăm sóc sức khỏe và phù hợp với mọi lứa tuổi từ trẻ nhỏ, người già, phụ nữ, nam giới. Ngoài ra, khi tham gia mua sắm tại Nutrimart, quý khách còn có cơ hội dùng thử miễn phí các sản phẩm hấp dẫn khác. Hãy đến Nutrimart ngay hôm nay để nhận được những phần quà ưu đãi và hấp dẫn nhất. Nutrimart xin kính chào quý khách. Hệ thống siêu thị Nutrimart xin kính chào quý khách. Tương mừng khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1. Nutrimart gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi. Khai trương tương mừng, chúc mừng năm mới. Đến Nutrimart, quý khách sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng và ưu đãi vô cùng hấp dẫn như sau. Chương trình mua 1 tặng 1 áp dụng với các sản phẩm sữa bột. Khi mua 1 lon sữa bột 900g hoặc 2 lon sữa bột 400g Vina Nutrifood hoặc Green Daddy, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 lon sữa bột 400g cùng loại hoặc khác loại. Đồng thời, khi mua 2 chai nước rửa chén Clean and Clean hương chanh hoặc hương quế, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 chai cùng loại hoặc khác loại. Bên cạnh đó, từ ngày 7 đến ngày 31 tháng 1, chiết khấu 10% tổng hóa đơn, tối đa 50.000 đồng dành cho các hóa đơn có các sản phẩm sữa bột Green Daddy và sữa bột Vina Nutrifood. Chương trình bốc thăm trúng thưởng đến Nutrimart 200.000 đồng. 10 giải nhất, mỗi giải một nồi chiên không dầu Homi 3.5 lít trị giá 1.015.000 đồng; 16 giải nhì, mỗi giải một bếp từ đơn Kiwa trị giá 590.000 đồng; 20 giải ba, mỗi giải một máy sấy tóc Sunhouse trị giá 280.000 đồng; 100 giải khuyến khích, mỗi giải một voucher mua hàng trị giá 100.000 đồng tại hệ thống siêu thị Nutrimart trên toàn quốc. Thời gian tiến hành bốc thăm 19 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2022 trên phần mềm bán hàng của Nutrimart. Thông tin người trúng thưởng sẽ được xác định trực tiếp trên phần mềm. Nữ, nam giới. Ngoài ra, khi tham gia mua sắm tại Nutrimart, quý khách còn có cơ hội dùng thử miễn phí các sản phẩm hấp dẫn khác. Hãy đến Nutrimart ngay hôm nay để nhận được những phần quà ưu đãi và hấp dẫn nhất. Nutrimart xin kính chào quý khách. Hệ thống siêu thị Nutrimart xin kính chào quý khách.
tôi mừng khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1. Nutrimart gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi, khai trương tương mừng, chúc mừng năm mới. Đến Nutrimart, quý khách sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng và ưu đãi vô cùng hấp dẫn như sau. Chương trình mua 1 tặng 1 áp dụng với các sản phẩm sữa bột. Khi mua 1 lon sữa bột 900g hoặc 2 lon sữa bột 400g Vina Nutrifood hoặc Green Daddy, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 lon sữa bột 400g cùng loại hoặc khác loại. Đồng thời, khi mua 2 chai nước rửa chén Clean hương chanh hoặc hương quế, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 chai cùng loại hoặc khác loại. Bên cạnh đó, từ ngày 7 đến ngày 31 tháng 1, chiết khấu 10% tổng hóa đơn, tối đa 50.000 đồng dành cho các hóa đơn có các sản phẩm sữa bột Green Daddy và sữa bột Vina Nutrifood. Chương trình bốc thăm trúng thưởng đến Nutrimart phát quà khủng từ ngày 7 tháng 1 đến 30 tháng 6 năm 2022. Với mỗi 500.000 đồng khi phát sinh chi tiêu tại hệ thống siêu thị Nutrimart, khách hàng sẽ nhận được ngay một mã số may mắn sinh ra ngẫu nhiên từ hệ thống, được in trực tiếp lên hóa đơn. Với mã số may mắn này, khách hàng có cơ hội bốc thăm trúng thưởng một trong các giải thưởng sau: 6 giải đặc biệt, mỗi giải một Android TV Casper 43 inch trị giá 9.200.000 đồng; 10 giải nhất, mỗi giải một nồi chiên không dầu Homey 3,5 lít trị giá 1.015.000 đồng; 16 giải nhì, mỗi giải một bếp từ đơn Kiwa trị giá 590.000 đồng; 20 giải ba, mỗi giải một máy sấy tóc Sunhouse trị giá 280.000 đồng; 100 giải khuyến khích, mỗi giải một voucher mua hàng trị giá 100.000 đồng tại hệ thống siêu thị Nutrimart trên toàn quốc. Thời gian tiến hành bốc thăm 19 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2022 trên phần mềm bán hàng của Nutrimart. Thông tin người trúng thưởng sẽ được xác định trực tiếp trên phần mềm. Ngoài ra, nhân dịp khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022, Nutrimart gửi đến quý khách hàng hộp cỏ khuyến mãi box stick cho tất cả hóa đơn từ 250.000 đồng. Toàn bộ sản phẩm tại Nutrimart được chiết xuất từ nguồn nguyên liệu nông sản Việt, hàng hộp hữu cơ 100% tự nhiên, không chứa chất bảo quản và chất gây hại. Sản phẩm chăm sóc sức khỏe và phù hợp với mọi lứa tuổi từ trẻ nhỏ, người già, phụ nữ, nam giới. Ngoài ra, khi tham gia mua sắm tại Nutrimart, quý khách còn có cơ hội dùng thử miễn phí các sản phẩm hấp dẫn khác. Hãy đến Nutrimart ngay hôm nay để nhận được những phần quà ưu đãi và hấp dẫn nhất. Nutrimart xin kính chào quý khách. Hệ thống siêu thị Nutrimart xin kính chào quý khách. Tương mừng khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1, Nutrimart gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi, khai trương tương mừng, chúc mừng năm mới. Đến Nutrimart, quý khách sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng và ưu đãi vô cùng hấp dẫn như sau. Chương trình mua 1 tặng 1 áp dụng với các sản phẩm sữa bột. Khi mua 1 lon sữa bột 900g hoặc 2 lon sữa bột 400g Vina Nutrifood hoặc Green Daddy, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 lon sữa bột 400g cùng loại hoặc khác loại. Đồng thời, khi mua 2 chai nước rửa chén Clean hương chanh hoặc hương quế, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 chai cùng loại hoặc khác loại. Bên cạnh đó, từ ngày 7 đến ngày 31 tháng 1, chiết khấu 10% tổng hóa đơn, tối đa 50.000 đồng dành cho các hóa đơn có các sản phẩm sữa bột Green Daddy và sữa bột Vina Nutrifood. Chương trình bốc thăm trúng thưởng đến Nutrimart 200.000 đồng. 10 giải nhất, mỗi giải một nồi chiên không dầu Homey 3,5 lít trị giá 1.015.000 đồng. 16 giải nhì, mỗi giải một bếp từ đơn Kiwa trị giá 590.000 đồng. 10 giải ba, mỗi giải một máy sấy tóc Sunhouse trị giá 290.000 đồng. Thank you.
hệ thống siêu thị Nutrimart xin kính chào quý khách. Tôi mừng khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1. Nutrimart gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi, khai trương tương mừng, chúc mừng năm mới. Đến Nutrimart, quý khách sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng và ưu đãi vô cùng hấp dẫn như sau. Chương trình mua 1 tặng 1 áp dụng với các sản phẩm sữa bột. Khi mua 1 lon sữa bột 900g hoặc 2 lon sữa bột 400g Vina Nutrifood hoặc Green Daddy, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 lon sữa bột 400g cùng loại hoặc khác loại. Đồng thời, khi mua 2 chai nước rửa chén Clean hương chanh hoặc hương quế, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 chai cùng loại hoặc khác loại. Bên cạnh đó, từ ngày 7 đến ngày 31 tháng 1, chiết khấu 10% tổng hóa đơn, tối đa 50.000 đồng dành cho các hóa đơn có các sản phẩm sữa bột Green Daddy và sữa bột Vina Nutrifood. Chương trình bốc thăm trúng thưởng đến Nutrimart phát quà khủng từ ngày 7 tháng 1 đến 30 tháng 6 năm 2022. Với mỗi 500.000 đồng khi phát sinh chi tiêu tại hệ thống siêu thị Nutrimart, khách hàng sẽ nhận được ngay một mã số may mắn sinh ra ngẫu nhiên từ hệ thống, được in trực tiếp lên hóa đơn. Với mã số may mắn này, khách hàng có cơ hội bốc thăm trúng thưởng một trong các giải thưởng sau: 6 giải đặc biệt, mỗi giải một Android TV Casper 43 inch trị giá 9.200.000 đồng; 10 giải nhất, mỗi giải một nồi chiên không dầu Homey 3,5 lít trị giá 1.015.000 đồng; 16 giải nhì, mỗi giải một bếp từ đơn Kiwa trị giá 590.000 đồng; 20 giải ba, mỗi giải một máy sấy tóc Sunhouse trị giá 280.000 đồng; 100 giải khuyến khích, mỗi giải một voucher mua hàng trị giá 100.000 đồng tại hệ thống siêu thị Nutrimart trên toàn quốc. Thời gian tiến hành bốc thăm 19 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2022 trên phần mềm bán hàng của Nutrimart. Thông tin người trúng thưởng sẽ được xác định trực tiếp trên phần mềm. Ngoài ra, nhân dịp khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022, Nutrimart gửi đến quý khách hàng hộp cỏ khuyến mãi box stick cho tất cả hóa đơn từ 250.000 đồng. Toàn bộ sản phẩm tại Nutrimart được chiết xuất từ nguồn nguyên liệu nông sản Việt, hàng hộp hữu cơ 100% tự nhiên, không chứa chất bảo quản và chất gây hại. Sản phẩm chăm sóc sức khỏe và phù hợp với mọi lứa tuổi từ trẻ nhỏ, người già, phụ nữ, nam giới. Ngoài ra, khi tham gia mua sắm tại Nutrimart, quý khách còn có cơ hội dùng thử miễn phí các sản phẩm hấp dẫn khác. Hãy đến Nutrimart ngay hôm nay để nhận được những phần quà ưu đãi và hấp dẫn nhất. Nutrimart xin kính chào quý khách. Hệ thống siêu thị Nutrimart xin kính chào quý khách. Tôi mừng khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1. Nutrimart gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi, khai trương tương mừng, chúc mừng năm mới. Đến Nutrimart, quý khách sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng và ưu đãi vô cùng hấp dẫn như sau. Chương trình mua 1 tặng 1 áp dụng với các sản phẩm sữa bột. Khi mua 1 lon sữa bột 900g hoặc 2 lon sữa bột 400g Vina Nutrifood hoặc Green Daddy, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 lon sữa bột 400g cùng loại hoặc khác loại. Đồng thời, khi mua 2 chai nước rửa chén Clean hương chanh hoặc hương quế, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 chai cùng loại hoặc khác loại. Bên cạnh đó, từ ngày 7 đến ngày 31 tháng 1, chiết khấu 10% tổng hóa đơn, tối đa 50.000 đồng dành cho các hóa đơn có các sản phẩm sữa bột Green Daddy và sữa bột Vina Nutrifood. Chương trình bốc thăm trúng thưởng đến Nutrimart 200.000 đồng. 10 giải nhất, mỗi giải một nồi chiên không dầu Homey 3,5 lít trị giá 1.015.000 đồng; 16 giải nhì, mỗi giải một bếp từ đơn Kiwa trị giá 590.000 đồng; 20 giải ba, mỗi giải một máy sấy tóc Sunhouse trị giá 280.000 đồng; 100 giải khuyến khích, mỗi giải một voucher mua hàng trị giá 100.000 đồng tại hệ thống siêu thị Nutrimart trên toàn quốc. Thời gian tiến hành bốc thăm 19 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2022 trên phần mềm bán hàng của Nutrimart. Thông tin người trúng thưởng sẽ được xác định trực tiếp trên phần mềm. Nữ, nam giới. Ngoài ra, khi tham gia mua sắm tại Nutrimart, quý khách còn có cơ hội dùng thử miễn phí các sản phẩm hấp dẫn khác. Hãy đến Nutrimart ngay hôm nay để nhận được những phần quà ưu đãi và hấp dẫn nhất. Nutrimart xin kính chào quý khách. Hệ thống siêu thị Nutrimart xin kính chào quý khách. Tôi mừng khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1. Nutrimart gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi, khai trương tương mừng, chúc mừng năm mới. Đến Nutrimart, quý khách sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng và ưu đãi vô cùng hấp dẫn như sau. Chương trình mua 1 tặng 1 áp dụng với các sản phẩm sữa bột. Khi mua 1 lon sữa bột 900g hoặc 2 lon sữa bột 400g Vina Nutrifood hoặc Green Daddy, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 lon sữa bột 400g cùng loại hoặc khác loại. Đồng thời, khi mua 2 chai nước rửa chén Clean hương chanh hoặc hương quế, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 chai cùng loại hoặc khác loại. Bên cạnh đó, từ ngày 7 đến ngày 31 tháng 1, chiết khấu 10% tổng hóa đơn, tối đa 50.000 đồng dành cho các hóa đơn có các sản phẩm sữa bột Green Daddy và sữa bột Vina Nutrifood. Chương trình bốc thăm trúng thưởng đến Nutrimart phát quà khủng từ ngày 7 tháng 1 đến 30 tháng 6 năm 2022. Với mỗi 500.000 đồng khi phát sinh chi tiêu tại hệ thống siêu thị Nutrimart, khách
hàng sẽ nhận được ngay một mã số may mắn sinh ra ngẫu nhiên từ hệ thống, được in trực tiếp lên hóa đơn. Với mã số may mắn này, khách hàng có cơ hội bốc thăm trúng thưởng một trong các giải thưởng sau: 6 giải đặc biệt, mỗi giải một Android TV Casper 43 inch trị giá 9.200.000 đồng; 10 giải nhất, mỗi giải một nồi chiên không dầu Homi 3.5 lít trị giá 1.015.000 đồng; 16 giải nhì, mỗi giải một bếp từ đơn Kiwa trị giá 590.000 đồng; 20 giải ba, mỗi giải một máy sấy tóc Sunhouse trị giá 280.000 đồng; 100 giải khuyến khích, mỗi giải một voucher mua hàng trị giá 100.000 đồng tại hệ thống siêu thị Nutrimart trên toàn quốc. Thời gian tiến hành bốc thăm: 19 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2022 trên phần mềm bán hàng của Nutrimart. Thông tin người trúng thưởng sẽ được xác định trực tiếp trên phần mềm. Ngoài ra, nhân dịp khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022, Nutrimart gửi đến quý khách hàng hộp quà khuyến mãi Box Stick cho tất cả hóa đơn từ 250.000 đồng. Toàn bộ sản phẩm tại Nutrimart được chiết xuất từ nguồn nguyên liệu nông sản Việt, hàng hộp hữu cơ 100% tự nhiên, không chứa chất bảo quản và chất gây hại. Sản phẩm chăm sóc sức khỏe và phù hợp với mọi lứa tuổi từ trẻ nhỏ, người già, phụ nữ, nam giới. Ngoài ra, khi tham gia mua sắm tại Nutrimart, quý khách còn có cơ hội dùng thử miễn phí các sản phẩm hấp dẫn khác. Hãy đến Nutrimart ngay hôm nay để nhận được những phần quà ưu đãi và hấp dẫn nhất. Nutrimart xin kính chào quý khách. Hệ thống siêu thị Nutrimart xin kính chào quý khách. Tức mừng khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1, Nutrimart gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi, khai trương tương mừng, chúc mừng năm mới. Đến Nutrimart, quý khách sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng và ưu đãi vô cùng hấp dẫn như sau. Chương trình mua 1 tặng 1 áp dụng với các sản phẩm sữa bột. Khi mua 1 lon sữa bột 900g hoặc 2 lon sữa bột 400g Vina Nutrifood hoặc Green Daddy, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 lon sữa bột 400g cùng loại hoặc khác loại. Đồng thời, khi mua 2 chai nước rửa chén Clean and Clean hương chanh hoặc hương quế, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 chai cùng loại hoặc khác loại. Bên cạnh đó, từ ngày 7 đến ngày 31 tháng 1, chiết khấu 10% tổng hóa đơn, tối đa 50.000 đồng dành cho các hóa đơn có các sản phẩm sữa bột Green Daddy và sữa bột Vina Nutrifood. Chương trình bốc thăm trúng thưởng đến Nutrimart 200.000 đồng. 10 giải nhất, mỗi giải một nồi chiên không dầu Homi 3.5 lít trị giá 1.015.000 đồng; 16 giải nhì, mỗi giải một bếp từ đơn Kiwa trị giá 590.000 đồng; 20 giải ba, mỗi giải một máy sấy tóc Sunhouse trị giá 280.000 đồng; 100 giải khuyến khích, mỗi giải một voucher mua hàng trị giá 100.000 đồng tại hệ thống siêu thị Nutrimart trên toàn quốc. Thời gian tiến hành bốc thăm: 19 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2022 trên phần mềm bán hàng của Nutrimart. Thông tin người trúng thưởng sẽ được xác định trực tiếp trên phần mềm. Nữ, nam giới. Ngoài ra, khi tham gia mua sắm tại Nutrimart, quý khách còn có cơ hội dùng thử miễn phí các sản phẩm hấp dẫn khác. Hãy đến Nutrimart ngay hôm nay để nhận được những phần quà ưu đãi và hấp dẫn nhất. Nutrimart xin kính chào quý khách. Hệ thống siêu thị Nutrimart xin kính chào quý khách. Tức mừng khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1, Nutrimart gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi, khai trương tương mừng, chúc mừng năm mới. Đến Nutrimart, quý khách sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng và ưu đãi vô cùng hấp dẫn như sau. Chương trình mua 1 tặng 1 áp dụng với các sản phẩm sữa bột. Khi mua 1 lon sữa bột 900g hoặc 2 lon sữa bột 400g Vina Nutrifood hoặc Green Daddy, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 lon sữa bột 400g cùng loại hoặc khác loại. Đồng thời, khi mua 2 chai nước rửa chén Clean and Clean hương chanh hoặc hương quế, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 chai cùng loại hoặc khác loại. Bên cạnh đó, từ ngày 7 đến ngày 31 tháng 1, chiết khấu 10% tổng hóa đơn, tối đa 50.000 đồng dành cho các hóa đơn có các sản phẩm sữa bột Green Daddy và sữa bột Vina Nutrifood. Chương trình bốc thăm trúng thưởng đến Nutrimart phát quà khủng từ ngày 7 tháng 1 đến 30 tháng 6 năm 2022. Với mỗi 500.000 đồng khi phát sinh chi tiêu tại hệ thống siêu thị Nutrimart, khách hàng sẽ nhận được ngay một mã số may mắn sinh ra ngẫu nhiên từ hệ thống, được in trực tiếp lên hóa đơn. Với mã số may mắn này, khách hàng có cơ hội bốc thăm trúng thưởng một trong các giải thưởng sau: 6 giải đặc biệt, mỗi giải một Android TV Casper 43 inch trị giá 9.200.000 đồng; 10 giải nhất, mỗi giải một nồi chiên không dầu Homi 3.5 lít trị giá 1.015.000 đồng; 16 giải nhì, mỗi giải một bếp từ đơn Kiwa trị giá 590.000 đồng; 20 giải ba, mỗi giải một máy sấy tóc Sunhouse trị giá 280.000 đồng; 100 giải khuyến khích, mỗi giải một voucher mua hàng trị giá 100.000 đồng tại hệ thống siêu thị Nutrimart trên toàn quốc. Thời gian tiến hành bốc thăm: 19 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2022 trên phần mềm bán hàng của Nutrimart. Thông tin người trúng thưởng sẽ được xác định trực tiếp trên phần mềm. Ngoài ra, nhân dịp khai
trương từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022. Dù chỉ bắt gửi đến quý khách hàng hộp vỏ khuyến mãi box stick cho tất cả hóa đơn từ 250.000 đồng. Toàn bộ sản phẩm tại Nutrimart được chiết xuất từ nguồn nguyên liệu nông sản Việt, hàng hộp hữu cơ 100% tự nhiên, không chứa chất bảo quản và chất gây hại. Sản phẩm chăm sóc sức khỏe và phù hợp với mọi lứa tuổi từ trẻ nhỏ, người già, phụ nữ, nam giới. Ngoài ra, khi tham gia mua sắm tại Nutrimart, quý khách còn có cơ hội dùng thử miễn phí các sản phẩm hấp dẫn khác. Hãy đến Nutrimart ngay hôm nay để nhận được những phần quà ưu đãi và hấp dẫn nhất. Nutrimart xin kính chào quý khách. Hệ thống siêu thị Nutrimart xin kính chào quý khách. Tức mừng khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1, Nutrimart gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi, khai trương tương mừng, chúc mừng năm mới. Đến Nutrimart, quý khách sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng và ưu đãi vô cùng hấp dẫn như sau. Chương trình mua 1 tặng 1 áp dụng với các sản phẩm sữa bột. Khi mua 1 lon sữa bột 900g hoặc 2 lon sữa bột 400g Vina Nutrifood hoặc Green Daddy, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 lon sữa bột 400g cùng loại hoặc khác loại. Đồng thời, khi mua 2 chai nước rửa chén Clean and Clean hương chanh hoặc hương quế, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 chai cùng loại hoặc khác loại. Bên cạnh đó, từ ngày 7 đến ngày 31 tháng 1, chiết khấu 10% tổng hóa đơn, tối đa 50.000 đồng dành cho các hóa đơn có các sản phẩm sữa bột Green Daddy và sữa bột Vina Nutrifood. Chương trình bốc thăm trúng thưởng đến Nutrimart 200.000 đồng. 10 giải nhất, mỗi giải một nồi chiên không dầu Homey 3,5 lít trị giá 1.015.000 đồng. 16 giải nhì, mỗi giải một bếp từ đơn Kiwa trị giá 590.000 đồng. 20 giải ba, mỗi giải một máy sấy tóc Sunhouse trị giá 280.000 đồng. 100 giải khuyến khích, mỗi giải một voucher mua hàng trị giá 100.000 đồng tại hệ thống siêu thị Nutrimart trên toàn quốc. Thời gian tiến hành bốc thăm 19 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2022 trên phần mềm bán hàng của Nutrimart. Thông tin người trúng thưởng sẽ được xác định trực tiếp trên phần mềm. Nữ, nam giới. Ngoài ra, khi tham gia mua sắm tại Nutrimart, quý khách còn có cơ hội dùng thử miễn phí các sản phẩm hấp dẫn khác. Hãy đến Nutrimart ngay hôm nay để nhận được những phần quà ưu đãi và hấp dẫn nhất. Nutrimart xin kính chào quý khách. Hệ thống siêu thị Nutrimart xin kính chào quý khách. Tức mừng khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1, Nutrimart gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi, khai trương tương mừng, chúc mừng năm mới. Đến Nutrimart, quý khách sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng và ưu đãi vô cùng hấp dẫn như sau. Chương trình mua 1 tặng 1 áp dụng với các sản phẩm sữa bột. Khi mua 1 lon sữa bột 900g hoặc 2 lon sữa bột 400g Vina Nutrifood hoặc Green Daddy, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 lon sữa bột 400g cùng loại hoặc khác loại. Đồng thời, khi mua 2 chai nước rửa chén Clean and Clean hương chanh hoặc hương quế, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 chai cùng loại hoặc khác loại. Bên cạnh đó, từ ngày 7 đến ngày 31 tháng 1, chiết khấu 10% tổng hóa đơn, tối đa 50.000 đồng dành cho các hóa đơn có các sản phẩm sữa bột Green Daddy và sữa bột Vina Nutrifood. Chương trình bốc thăm trúng thưởng đến Nutrimart phát quà khủng từ ngày 7 tháng 1 đến 30 tháng 6 năm 2022. Với mỗi 500.000 đồng khi phát sinh chi tiêu tại hệ thống siêu thị Nutrimart, khách hàng sẽ nhận được ngay một mã số may mắn sinh ra ngẫu nhiên từ hệ thống, được in trực tiếp lên hóa đơn. Với mã số may mắn này, khách hàng có cơ hội bốc thăm trúng thưởng một trong các giải thưởng sau. 6 giải đặc biệt, mỗi giải một Android TV Casper 43 inch trị giá 9.200.000 đồng. 10 giải nhất, mỗi giải một nồi chiên không dầu Homey 3,5 lít trị giá 1.015.000 đồng. 16 giải nhì, mỗi giải một bếp từ đơn Kiwa trị giá 590.000 đồng. 20 giải ba, mỗi giải một máy sấy tóc Sunhouse trị giá 280.000 đồng. 100 giải khuyến khích, mỗi giải một voucher mua hàng trị giá 100.000 đồng tại hệ thống siêu thị Nutrimart trên toàn quốc. Thời gian tiến hành bốc thăm 19 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2022 trên phần mềm bán hàng của Nutrimart. Thông tin người trúng thưởng sẽ được xác định trực tiếp trên phần mềm. Ngoài ra, nhân dịp khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022, Nutrimart gửi đến quý khách hàng hộp vỏ khuyến mãi box stick cho tất cả hóa đơn từ 250.000 đồng. Toàn bộ sản phẩm tại Nutrimart được chiết xuất từ nguồn nguyên liệu nông sản Việt, hàng hộp hữu cơ 100% tự nhiên, không chứa chất bảo quản và chất gây hại. Sản phẩm chăm sóc sức khỏe và phù hợp với mọi lứa tuổi từ trẻ nhỏ, người già, phụ nữ, nam giới. Ngoài ra, khi tham gia mua sắm tại Nutrimart, quý khách còn có cơ hội dùng thử miễn phí các sản phẩm hấp dẫn khác. Hãy đến Nutrimart ngay hôm nay để nhận được những phần quà ưu đãi và hấp dẫn nhất. Nutrimart xin kính chào quý khách. Hệ thống siêu thị Nutrimart xin kính chào quý khách. Tức mừng khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1, Nutrimart gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi, khai trương tương mừng, chúc mừng năm mới.
đến Uchimart, quý khách sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng và ưu đãi vô cùng hấp dẫn như sau. Chương trình mua 1 tặng 1 áp dụng với các sản phẩm sữa bột. Khi mua 1 lon sữa bột 900g hoặc 2 lon sữa bột 400g Vina Nutrifood hoặc Green Daddy, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 lon sữa bột 400g cùng loại hoặc khác loại. Đồng thời, khi mua 2 chai nước rửa chén Clean and Clean hương chanh hoặc hương quế, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 chai cùng loại hoặc khác loại. Bên cạnh đó, từ ngày 7 đến ngày 31 tháng 1, chiết khấu 10% tổng hóa đơn, tối đa 50.000 đồng dành cho các hóa đơn có các sản phẩm sữa bột Green Daddy và sữa bột Vina Nutrifood. Chương trình bốc thăm trúng thưởng đến Nutrimart 200.000 đồng. 10 giải nhất, mỗi giải một nồi chiên không dầu Homey 3,5 lít trị giá 1.015.000 đồng. 16 giải nhì, mỗi giải một bếp từ đơn Kiwa trị giá 590.000 đồng. 20 giải ba, mỗi giải một máy sấy tóc Sunhouse trị giá 280.000 đồng. 100 giải khuyến khích, mỗi giải một voucher mua hàng trị giá 100.000 đồng tại hệ thống siêu thị Nutrimart trên toàn quốc. Thời gian tiến hành bốc thăm 19 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2022 trên phần mềm bán hàng của Nutrimart. Thông tin người trúng thưởng sẽ được xác định trực tiếp trên phần mềm. Nữ, nam giới. Ngoài ra, khi tham gia mua sắm tại Nutrimart, quý khách còn có cơ hội dùng thử miễn phí các sản phẩm hấp dẫn khác. Hãy đến Nutrimart ngay hôm nay để nhận được những phần quà ưu đãi và hấp dẫn nhất. Nutrimart xin kính chào quý khách. Hệ thống siêu thị Nutrimart xin kính chào quý khách. Tương mừng khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1, Nutrimart gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi, khai trương tương mừng, chúc mừng năm mới. Đến Nutrimart, quý khách sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng và ưu đãi vô cùng hấp dẫn như sau. Chương trình mua 1 tặng 1 áp dụng với các sản phẩm sữa bột. Khi mua 1 lon sữa bột 900g hoặc 2 lon sữa bột 400g Vina Nutrifood hoặc Green Daddy, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 lon sữa bột 400g cùng loại hoặc khác loại. Đồng thời, khi mua 2 chai nước rửa chén Clean and Clean hương chanh hoặc hương quế, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 chai cùng loại hoặc khác loại. Bên cạnh đó, từ ngày 7 đến ngày 31 tháng 1, chiết khấu 10% tổng hóa đơn, tối đa 50.000 đồng dành cho các hóa đơn có các sản phẩm sữa bột Green Daddy và sữa bột Vina Nutrifood. Chương trình bốc thăm trúng thưởng đến Nutrimart phát quà khủng từ ngày 7 tháng 1 đến 30 tháng 6 năm 2022. Với mỗi 500.000 đồng khi phát sinh chi tiêu tại hệ thống siêu thị Nutrimart, khách hàng sẽ nhận được ngay một mã số may mắn sinh ra ngẫu nhiên từ hệ thống, được in trực tiếp lên hóa đơn. Với mã số may mắn này, khách hàng có cơ hội bốc thăm trúng thưởng một trong các giải thưởng sau. 6 giải đặc biệt, mỗi giải một Android TV Casper 43 inch trị giá 9.200.000 đồng. 10 giải nhất, mỗi giải một nồi chiên không dầu Homey 3,5 lít trị giá 1.015.000 đồng. 16 giải nhì, mỗi giải một bếp từ đơn Kiwa trị giá 590.000 đồng. 20 giải ba, mỗi giải một máy sấy tóc Sunhouse trị giá 280.000 đồng. 100 giải khuyến khích, mỗi giải một voucher mua hàng trị giá 100.000 đồng tại hệ thống siêu thị Nutrimart trên toàn quốc. Thời gian tiến hành bốc thăm 19 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2022 trên phần mềm bán hàng của Nutrimart. Thông tin người trúng thưởng sẽ được xác định trực tiếp trên phần mềm. Ngoài ra, nhân dịp khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022, Nutrimart gửi đến quý khách hàng hộp quà khuyến mãi box stick cho tất cả hóa đơn từ 250.000 đồng. Toàn bộ sản phẩm tại Nutrimart được chiết xuất từ nguồn nguyên liệu nông sản Việt, hàng hộp hữu cơ 100% tự nhiên, không chứa chất bảo quản và chất gây hại. Sản phẩm chăm sóc sức khỏe và phù hợp với mọi lứa tuổi từ trẻ nhỏ, người già, phụ nữ, nam giới. Ngoài ra, khi tham gia mua sắm tại Nutrimart, quý khách còn có cơ hội dùng thử miễn phí các sản phẩm hấp dẫn khác. Hãy đến Nutrimart ngay hôm nay để nhận được những phần quà ưu đãi và hấp dẫn nhất. Nutrimart xin kính chào quý khách. Hệ thống siêu thị Nutrimart xin kính chào quý khách. Tương mừng khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1, Nutrimart gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi, khai trương tương mừng, chúc mừng năm mới. Đến Nutrimart, quý khách sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng và ưu đãi vô cùng hấp dẫn như sau. Chương trình mua 1 tặng 1 áp dụng với các sản phẩm sữa bột. Khi mua 1 lon sữa bột 900g hoặc 2 lon sữa bột 400g Vina Nutrifood hoặc Green Daddy, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 lon sữa bột 400g cùng loại hoặc khác loại. Đồng thời, khi mua 2 chai nước rửa chén Clean and Clean hương chanh hoặc hương quế, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 chai cùng loại hoặc khác loại. Bên cạnh đó, từ ngày 7 đến ngày 31 tháng 1, chiết khấu 10% tổng hóa đơn, tối đa 50.000 đồng dành cho các hóa đơn có các sản phẩm sữa bột Green Daddy và sữa bột Vina Nutrifood. Chương trình bốc thăm trúng thưởng đến Nutrimart 200.000 đồng. 10 giải nhất, mỗi giải một nồi chiên không dầu Homey 3,5 lít trị giá 1.015.000 đồng. 16 giải nhì, mỗi giải một bếp từ đơn Kiwa trị giá 590.000 đồng. 20 giải ba, mỗi giải một máy sấy tóc Sunhouse trị giá 280.000 đồng. 100 giải khuyến khích, mỗi giải một voucher mua hàng trị giá 100.000 đồng tại hệ thống siêu thị Nutrimart trên toàn quốc.
Thời gian tiến hành bốc thăm 19 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2022 trên phần mềm bán hàng của Nutrimart. Thông tin người trúng thưởng sẽ được xác định trực tiếp trên phần mềm. Nữ, nam giới. Ngoài ra, khi tham gia mua sắm tại Nutrimart, quý khách còn có cơ hội dùng thử miễn phí các sản phẩm hấp dẫn khác. Hãy đến Nutrimart ngay hôm nay để nhận được những phần quà ưu đãi và hấp dẫn nhất. Nutrimart xin kính chào quý khách. Hệ thống siêu thị Nutrimart xin kính chào quý khách. Tương mừng khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1. Nutrimart gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi, khai trương tương mừng, chúc mừng năm mới. Đến Nutrimart, quý khách sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng và ưu đãi vô cùng hấp dẫn như sau. Chương trình mua 1 tặng 1 áp dụng với các sản phẩm sữa bột. Khi mua 1 lon sữa bột 900g hoặc 2 lon sữa bột 400g Vina Nutrifood hoặc Green Daddy, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 lon sữa bột 400g cùng loại hoặc khác loại. Đồng thời, khi mua 2 chai nước rửa chén Clean & Clean hương chanh hoặc hương quế, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 chai cùng loại hoặc khác loại. Bên cạnh đó, từ ngày 7 đến ngày 31 tháng 1, chiết khấu 10% tổng hóa đơn, tối đa 50.000 đồng dành cho các hóa đơn có các sản phẩm sữa bột Green Daddy và sữa bột Vina Nutrifood. Chương trình bốc thăm trúng thưởng đến Nutrimart phát quà khủng từ ngày 7 tháng 1 đến 30 tháng 6 năm 2022. Với mỗi 500.000 đồng khi phát sinh chi tiêu tại hệ thống siêu thị Nutrimart, khách hàng sẽ nhận được ngay một mã số may mắn sinh ra ngẫu nhiên từ hệ thống, được in trực tiếp lên hóa đơn. Với mã số may mắn này, khách hàng có cơ hội bốc thăm trúng thưởng một trong các giải thưởng sau: 6 giải đặc biệt, mỗi giải một Android TV Casper 43 inch trị giá 9.200.000 đồng; 10 giải nhất, mỗi giải một nồi chiên không dầu Homi 3.5 lít trị giá 1.015.000 đồng; 16 giải nhì, mỗi giải một bếp từ đơn Kiwa trị giá 590.000 đồng; 20 giải ba, mỗi giải một máy sấy tóc Sunhouse trị giá 280.000 đồng; 100 giải khuyến khích, mỗi giải một voucher mua hàng trị giá 100.000 đồng tại hệ thống siêu thị Nutrimart trên toàn quốc. Thời gian tiến hành bốc thăm 19 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2022 trên phần mềm bán hàng của Nutrimart. Thông tin người trúng thưởng sẽ được xác định trực tiếp trên phần mềm. Ngoài ra, nhân dịp khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022, Nutrimart gửi đến quý khách hàng hộp quà khuyến mãi box stick cho tất cả hóa đơn từ 250.000 đồng. Toàn bộ sản phẩm tại Nutrimart được chiết xuất từ nguồn nguyên liệu nông sản Việt, hàng hộp hữu cơ 100% tự nhiên, không chứa chất bảo quản và chất gây hại. Sản phẩm chăm sóc sức khỏe và phù hợp với mọi lứa tuổi từ trẻ nhỏ, người già, phụ nữ, nam giới. Ngoài ra, khi tham gia mua sắm tại Nutrimart, quý khách còn có cơ hội dùng thử miễn phí các sản phẩm hấp dẫn khác. Hãy đến Nutrimart ngay hôm nay để nhận được những phần quà ưu đãi và hấp dẫn nhất. Nutrimart xin kính chào quý khách. Hệ thống siêu thị Nutrimart xin kính chào quý khách. Tương mừng khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1, Nutrimart gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi, khai trương tương mừng, chúc mừng năm mới. Đến Nutrimart, quý khách sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng và ưu đãi vô cùng hấp dẫn như sau. Chương trình mua 1 tặng 1 áp dụng với các sản phẩm sữa bột. Khi mua 1 lon sữa bột 900g hoặc 2 lon sữa bột 400g Vina Nutrifood hoặc Green Daddy, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 lon sữa bột 400g cùng loại hoặc khác loại. Đồng thời, khi mua 2 chai nước rửa chén Clean & Clean hương chanh hoặc hương quế, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 chai cùng loại hoặc khác loại. Bên cạnh đó, từ ngày 7 đến ngày 31 tháng 1, chiết khấu 10% tổng hóa đơn, tối đa 50.000 đồng dành cho các hóa đơn có các sản phẩm sữa bột Green Daddy và sữa bột Vina Nutrifood. Chương trình bốc thăm trúng thưởng đến Nutrimart 200.000 đồng. 10 giải nhất, mỗi giải một nồi chiên không dầu Homi 3.5 lít trị giá 1.015.000 đồng; 16 giải nhì, mỗi giải một bếp từ đơn Kiwa trị giá 590.000 đồng; 20 giải ba, mỗi giải một máy sấy tóc Sunhouse trị giá 280.000 đồng; 100 giải khuyến khích, mỗi giải một voucher mua hàng trị giá 100.000 đồng tại hệ thống siêu thị Nutrimart trên toàn quốc. Thời gian tiến hành bốc thăm 19 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2022 trên phần mềm bán hàng của Nutrimart. Thông tin người trúng thưởng sẽ được xác định trực tiếp trên phần mềm. Nữ, nam giới. Ngoài ra, khi tham gia mua sắm tại Nutrimart, quý khách còn có cơ hội dùng thử miễn phí các sản phẩm hấp dẫn khác. Hãy đến Nutrimart ngay hôm nay để nhận được những phần quà ưu đãi và hấp dẫn nhất. Nutrimart xin kính chào quý khách. Hệ thống siêu thị Nutrimart xin kính chào quý khách. Tương mừng khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1, Nutrimart gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi, khai trương tương mừng, chúc mừng năm mới. Đến Nutrimart, quý khách sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng và ưu đãi vô cùng hấp dẫn như sau. Chương trình mua 1 tặng 1 áp dụng với các sản phẩm sữa bột. Khi mua 1 lon sữa bột 900g hoặc 2 lon sữa bột 400g Vina Nutrifood hoặc Green Daddy, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 lon sữa bột 400g cùng loại hoặc khác loại.
Đồng thời, khi mua 2 chai nước rửa chén Clean and Clean hương chanh hoặc hương quế, quý khách hàng sẽ được tặng ngay một chai cùng loại hoặc khác loại. Bên cạnh đó, từ ngày 7 đến ngày 31 tháng 1, chiết khấu 10% tổng hóa đơn, tối đa 50.000 đồng dành cho các hóa đơn có các sản phẩm sữa bột Green Daddy và sữa bột Vina Nutri Food. Chương trình bốc thăm trúng thưởng đến Nutrimart phát quà khủng từ ngày 7 tháng 1 đến 30 tháng 6 năm 2022. Với mỗi 500.000 đồng khi phát sinh chi tiêu tại hệ thống siêu thị Nutrimart, khách hàng sẽ nhận được ngay một mã số may mắn sinh ra ngẫu nhiên từ hệ thống, được in trực tiếp lên hóa đơn. Với mã số may mắn này, khách hàng có cơ hội bốc thăm trúng thưởng một trong các giải thưởng sau: 6 giải đặc biệt, mỗi giải một Android TV Casper 43 inch trị giá 9.200.000 đồng; 10 giải nhất, mỗi giải một nồi chiên không dầu Homi 3.5 lít trị giá 1.015.000 đồng; 16 giải nhì, mỗi giải một bếp từ đơn Kiwa trị giá 590.000 đồng; 20 giải ba, mỗi giải một máy sấy tóc Sunhouse trị giá 280.000 đồng; 100 giải khuyến khích, mỗi giải một voucher mua hàng trị giá 100.000 đồng tại hệ thống siêu thị Nutrimart trên toàn quốc. Thời gian tiến hành bốc thăm 19 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2022 trên phần mềm bán hàng của Nutrimart. Thông tin người trúng thưởng sẽ được xác định trực tiếp trên phần mềm. Ngoài ra, nhân dịp khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022, Nutrimart gửi đến quý khách hàng hộp quà khuyến mãi box stick cho tất cả hóa đơn từ 250.000 đồng. Toàn bộ sản phẩm tại Nutrimart được chiết xuất từ nguồn nguyên liệu nông sản Việt, hàng hộp hữu cơ 100% tự nhiên, không chứa chất bảo quản và chất gây hại. Sản phẩm chăm sóc sức khỏe và phù hợp với mọi lứa tuổi từ trẻ nhỏ, người già, phụ nữ, nam giới. Ngoài ra, khi tham gia mua sắm tại Nutrimart, quý khách còn có cơ hội dùng thử miễn phí các sản phẩm hấp dẫn khác. Hãy đến Nutrimart ngay hôm nay để nhận được những phần quà ưu đãi và hấp dẫn nhất. Nutrimart xin kính chào quý khách. Hệ thống siêu thị Nutrimart xin kính chào quý khách. Tương mừng khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1, Nutrimart gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi, khai trương tương mừng, chúc mừng năm mới. Đến Nutrimart, quý khách sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng và ưu đãi vô cùng hấp dẫn như sau. Chương trình mua 1 tặng 1 áp dụng với các sản phẩm sữa bột. Khi mua 1 lon sữa bột 900g hoặc 2 lon sữa bột 400g Vina Nutri Food hoặc Green Daddy, quý khách hàng sẽ được tặng ngay 1 lon sữa bột 400g. Siêu thị Phương Kim đối diện sân bóng tại chân cầu Thống Nhất, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên kính chào quý khách. Hệ thống siêu thị Nutrimart xin chào quý khách. Hòa trong không khí hân hoan phấn khởi của những ngày đầu năm 2022, tháng để chào đón năm mới và Tết cổ truyền dân tộc, từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2022, Nutrimart xin gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi, trúng thưởng tưng bừng, chúc mừng năm mới. Đến Nutrimart, quý khách sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng và ưu đãi vô cùng hấp dẫn như sau. Chương trình chiết khấu 10% tổng hóa đơn, tối đa 50.000 đồng dành cho các hóa đơn có các sản phẩm sữa bột Green Daddy và sữa bột Vina Nutri Food. Chương trình bốc thăm trúng thưởng đến Nutrimart bác quà khủng từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Với mỗi 500.000 đồng khi phát sinh chi tiêu tại hệ thống siêu thị Nutrimart, khách hàng sẽ nhận được một mã số may mắn sinh ra ngẫu nhiên từ hệ thống, in trực tiếp lên hóa đơn. Với mã số may mắn này, khách hàng có cơ hội bốc thăm trúng thưởng một trong các giải thưởng sau: 6 giải đặc biệt, mỗi giải một Android TV Casper 43 inch trị giá 9.200.000 đồng; 10 giải nhất, mỗi giải một nồi chiên không dầu Hami 3.5 lít trị giá 1.015.000 đồng; 16 giải nhì, mỗi giải một bếp từ đơn Kiwa trị giá 590.000 đồng; 20 giải ba, mỗi giải một máy sấy tóc Sunhouse trị giá 280.000 đồng; 100 giải khuyến khích, mỗi giải một voucher mua hàng trị giá 100.000 đồng tại hệ thống siêu thị Nutrimart trên toàn quốc. Thời gian tiến hành bốc thăm 19 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2022 trên phần mềm bán hàng của Nutrimart. Thông tin người trúng thưởng sẽ được xác định trực tiếp trên phần mềm. Ngoài ra, nhân dịp khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2022, Nutrimart gửi đến quý khách hàng một quà khuyến mãi box stick cho tất cả hóa đơn từ 250.000 đồng. Toàn bộ các sản phẩm tại Nutrimart được chiết xuất từ nguồn nguyên liệu nông sản Việt, hàm mộc hữu cơ 100% tự nhiên, không chứa chất bảo quản và chất gây hại. Sản phẩm chăm sóc sức khỏe và phù hợp với mọi lứa tuổi, từ trẻ nhỏ, người già, phụ nữ, nam giới. Ngoài ra, khi tham gia mua sắm tại Nutrimart, quý khách còn có cơ hội dùng thử miễn phí các sản phẩm hấp dẫn khác. Hãy đến ngay Nutrimart ngày hôm nay để nhận được những phần quà ưu đãi và hấp dẫn nhất. Nutrimart xin kính chào quý khách. Hệ thống siêu thị Nutrimart xin kính chào quý khách. Hòa trong không khí hân hoan phấn khởi của những ngày đầu năm 2022, tháng để chào đón năm mới và Tết cổ truyền dân tộc, từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2022, Nutrimart xin gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi, trúng thưởng tưng bừng, chúc mừng năm mới. Đến Nutrimart, quý khách sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng và ưu đãi vô cùng hấp dẫn như sau.
chương trình chiết khấu 10% tổng hóa đơn, tối đa 50.000 đồng dành cho các hóa đơn có các sản phẩm sữa bột Green Daddy và sữa bột Vina Nutrifood. Chương trình bốc thăm trúng thưởng đến Nutrimart vác quà khủng từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022 với mỗi 500.000 đồng khi phát sinh chi tiêu tại hệ thống siêu thị Nutrimart. Khách hàng sẽ nhận được một mã số may mắn sinh ra ngẫu nhiên từ hệ thống in trực tiếp lên hóa đơn. Với mã số may mắn này, khách hàng có cơ hội bốc thăm trúng thưởng một trong các giải thưởng sau: 6 giải đặc biệt, mỗi giải một Android TV Casper 43 inch trị giá 9.200.000 đồng; 10 giải nhất, mỗi giải một nồi chiên không dầu Hammy 3,5 lít trị giá 1.015.000 đồng; 16 giải nhì, mỗi giải một bếp từ đơn Kiwa trị giá 590.000 đồng; 20 giải ba, mỗi giải một máy sấy tóc Sunhouse trị giá 280.000 đồng; 100 giải khuyến khích, mỗi giải một voucher mua hàng trị giá 100.000 đồng tại hệ thống siêu thị Nutrimart trên toàn quốc. Thời gian tiến hành bốc thăm 19 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2022 trên phần mềm bán hàng của Nutrimart. Thông tin người trúng thưởng sẽ được xác định trực tiếp trên phần mềm. Ngoài ra, nhân dịp khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2022, Nutrimart gửi đến quý khách hàng một quà khuyến mãi bốc stick cho tất cả hóa đơn từ 250.000 đồng. Toàn bộ các sản phẩm tại Nutrimart được chiết xuất từ nguồn nguyên liệu nông sản Việt, thảo mộc hữu cơ 100% tự nhiên, không chứa chất bảo quản và chất gây hại, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và phù hợp với mọi lứa tuổi, từ trẻ nhỏ, người già, phụ nữ, nam giới. Ngoài ra, khi tham gia mua sắm tại Nutrimart, quý khách còn có cơ hội dùng thử miễn phí các sản phẩm hấp dẫn khác. Hãy đến ngày Nutrimart ngày hôm nay để nhận được những phần quà ưu đãi và hấp dẫn nhất. Nutrimart xin kính chào quý khách. Hệ thống siêu thị Nutrimart xin kính chào quý khách. Hòa trong không khí hân hoan phấn khởi của những ngày đầu năm 2022, tháng để chào đón năm mới và Tết cổ truyền dân tộc, từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2022, Nutrimart xin gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi, trúng thưởng tưng bừng, chúc mừng năm mới. Đến Nutrimart, quý khách sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng và ưu đãi cực kỳ hấp dẫn như sau: chương trình chiết khấu 10% tổng hóa đơn, tối đa 50.000 đồng dành cho các hóa đơn có các sản phẩm sữa bột Green Daddy và sữa bột Vina Nutrifood; chương trình bốc thăm trúng thưởng đến Nutrimart vác quà khủng từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022 với mỗi 500.000 đồng khi phát sinh chi tiêu tại hệ thống siêu thị Nutrimart. Khách hàng sẽ nhận được một mã số may mắn sinh ra ngẫu nhiên từ hệ thống in trực tiếp lên hóa đơn. Với mã số may mắn này, khách hàng có cơ hội bốc thăm trúng thưởng một trong các giải thưởng sau: 6 giải đặc biệt, mỗi giải một Android TV Casper 43 inch trị giá 9.200.000 đồng; 10 giải nhất, mỗi giải một nồi chiên không dầu Hammy 3,5 lít trị giá 1.015.000 đồng; 16 giải nhì, mỗi giải một bếp từ đơn Kiwa trị giá 590.000 đồng; 20 giải ba, mỗi giải một máy sấy tóc Sunhouse trị giá 280.000 đồng; 100 giải khuyến khích, mỗi giải một voucher mua hàng trị giá 100.000 đồng tại hệ thống siêu thị Nutrimart trên toàn quốc. Thời gian tiến hành bốc thăm 19 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2022 trên phần mềm bán hàng của Nutrimart. Thông tin người trúng thưởng sẽ được xác định trực tiếp trên phần mềm. Ngoài ra, nhân dịp khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2022, Nutrimart gửi đến quý khách hàng một quà khuyến mãi bốc stick cho tất cả hóa đơn từ 250.000 đồng. Toàn bộ các sản phẩm tại Nutrimart được chiết xuất từ nguồn nguyên liệu nông sản Việt, thảo mộc hữu cơ 100% tự nhiên, không chứa chất bảo quản và chất gây hại, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và phù hợp với mọi lứa tuổi, từ trẻ nhỏ, người già, phụ nữ, nam giới. Ngoài ra, khi tham gia mua sắm tại Nutrimart, quý khách còn có cơ hội dùng thử miễn phí các sản phẩm hấp dẫn khác. Hãy đến ngày Nutrimart ngày hôm nay để nhận được những phần quà ưu đãi và hấp dẫn nhất. Nutrimart xin kính chào quý khách.